Bon dia, bon dia. Yeah. Tudo bem? Nhanh nhỉ. Úi chà, bàn đen đi, bàn đen chạy kìa. Úi chà, úi chà, úi chà. Úi chà. Bàn đen, bàn đen. Đấy, cả ba bàn đấy. Đấy, đấy, đấy. Bàn đen, bàn trăng. Úi chà, đây. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Double Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Thì hôm nay là Dương Đông đi lên đến thành phố các bạn để sửa xe. Này, xe bị hư, anh em mình đi ba gạc đi. Cũng như là hôm nay thì anh em mình thay mặt Dương Đông vào đây cùng với mọi người làm cỏ đấy bạn. Với lại là hôm nay là có thêm bản lĩnh Văn Tuê được các bạn. Tại vì là hiện tại giờ bản lĩnh Văn Tuê đã tách ra và anh em mình đã mở riêng trận nóng trại của bản lĩnh Văn Tuê riêng. Nhưng mà số lượng tất cả sẵn trong ở đấy các bạn cũng được bản lĩnh Văn Tuê với là hai bản phía trong đấy, hai bản phía trong các bạn là cùng nhau trong. Thì chiều qua anh em mình đã ghé nói với mọi người là hôm nay đến đây cùng với là hai bản phía trong cũng như là làm cỏ các bạn, làm cỏ sẵn này. Anh em mình cũng là mua đồ ăn vào cũng như hôm qua các bạn, cũng như là bột ngô với là cá khô với cá chua thôi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn là có cả ba bản đấy các bạn. Thì anh em mình là đem thêm chảo các bạn. Thì anh em mình sẽ là sao cho mọi người là món rau khoai xào tỏi đấy, cho mọi người thưởng thức cũng như là ăn kem với là bữa trưa bột ngô với cá khô các bạn. Tấp anh để bôi Mateo hả? Để bôi. Áo ra vai vi gì ta? Anh em mình cũng đã nói mọi người là đến sớm rồi, chỉ đều người đã làm như hôm qua. Đây, Akiya cái bôi Mateo này. Ừ. Hôm qua rồi đây đã xong rồi các bạn. Hôm nay mọi người đã làm lên đến nay rồi. À, Aki Linh Bon tôi. Golo là Basa. À, đến nay là chắc bản Linh Bon tôi các bạn. Bon dia, bon dia. Tudo bem? À. Mới tụ ra bị đủ đi. Mới tụ ra bị đủ hả? Số ba on đi. Số ba. À. Đây là bản Linh Văn Tuê các bạn. Đấy. Văn Điệp bay. Dạ, tụi đủ bay. Văn Điệp bay. Dạ. À ghi tụi đủ bay số ba Linh Văn Tuê. À, xin Linh Văn Tuê sẽ tụi. À. Gô lô là bác xa là lành bay chú. Lành bay. Dạ. Dạ bay xa phá lăng con tụi đủ bố bố. Tại là bán ra bị đủ. Hả? Hồi dự AK bà. Hả? Không phá lăng tụi đủ bố bố. Eo dân lê ba kì. Phụ bà cũng bê xì. Hả? Cùng để bố yêu coi nhà con đứa tù Việt Nam thì ta đã tù đủ cô mẹ. Hả? Ta về. Dạ. Hả tù đủ tù là bà á. Yêu vai vì ta lành bài xù. Dạ. Số lương sẵn ở nông trại này hôm khi nào mà thu hoạch thì sẽ ra chế đều cho người dân của ba bản đấy các bạn. Đấy. Mọi người làm sạch luôn các bạn. Cỏ nhiều lắm. Mùa mưa này này. Làm không xuể được các bạn. Đấy thì quá trình làm cỏ thì anh em mình sẽ không quá nhiều nữa. Đấy. Cũng như là hôm qua anh em mình cũng đã quay rồi. Hôm nay là cùng nhau đi thông báo mọi người là Dương Đông là hôm nay bận không vào được thì anh em mình thay mặt Dương vào đấy. Cũng như là lần nữa là sẽ nấu ăn cho mọi người. Bạn Trang. Đẹp ơi, đẹp ơi. Này các bạn. Ngày hôm qua làm một ngày sạch bóng từ đâu này là đâu kia luôn. Hai mảnh. Hai mảnh. Này, lúc ăn cơm xong thì mọi người ở lại làm thêm một lúc nữa thì mới về. Này. Thì bây giờ đi trừ này nhít đường các bạn. Này, cũng thẳng tắp ấy, sạch sẽ. Đây, cỏ nhiều mà mọi người làm này, tích cực. Làm rất nhanh luôn, cỏ nhiều mà cỏ to rồi các bạn. Này. Cỏ gọc này. Mọi người là đào hết, đào tận gốc luôn. Bon dia, bon dia. Bon dia, bye. Yeah. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Yeah, bon dia, bye. Oh, obrigado. Tudo bem? Obrigado. Yeah, bye. Yeah. Sim, sim. Aqui o trabalho está indo bem. Muito bem, bye. Muito obrigado. Muito rápido, né? Aqui já acabou? Já está quase mesmo. Yeah, está bem. Uma senhora, depois vamos mudar ali embaixo. Yeah. Dạ hồi giờ đi bao lâu eu vai cái huông bù vai huông bù pha gia cái caro nha. Eu ajuda bao lâu vậy? Ok. Từ là dẹp comida. Phụ bà cũng bê xì. Để bôi. Tôi đùa coi nhà cô mẹ. Công hồi giờ eu ra
leva que pane la grande. Okay. Te voy con ella con YouTube, Vietnam, mira. Pai para con tu bobo. Sí, sí. Ella le leva pane la grande. Le voy con ella con YouTube, Vietnam, mira. Da tu come, ¿ha? Gracias. Dale. Ya. Này cùng nói với bác là thông báo mọi người các bạn. Hôm nay là mình thay mặt rừng đồng ông đấy đem đồ ăn vào cho mọi người này, cũng như làm việc với mọi người, cũng như lát nữa nó sẽ nấu cho mọi người món rau rau láng sao tỏi đấy các bạn. Này, rau láng hiện tại thì nhiều, anh mình vào là mọi người đã làm rất nhiều đây, làm gần 60 mảnh này luôn đây. Bon dia bay. Bon dia, bon dia. Tôi được vậy. Obrigado. Dạ. Ok. Ta vậy. Dạ hồi giờ tiêu bao lúa vay hôm bu phải ra cái lúa cà rồi, cà đồ mua từ lúa lem. Dạ. Yêu ai đưa bao lúa vay em đã từ lúa comida, phụ bà cũng bê gì. Để bộ từ lúa bộ bộ coi nha. Cúm mè. Cúm mè. Để bộ hồi giờ yêu coi nha con đứa từ Việt Nam đi ta. Đã từ lúa. Ta bên. Bê số bát cúm mè. Dạ ta bên coi. Dạ. Thì cùng nói về số ba của bạn gô lô luôn các bạn. Hồi giờ Acabo ní. Dạ. Hồi giờ phải giờ Acabo hả? Ta bên. Ta bên. Hôm nay được bạn, hôm nay được nó sẽ sóng, này sóng mảnh này cũng như là mảnh dưới kia các bạn, ở dưới kia có một mảnh nữa. Đấy. Là sóng hai ngày là mọi người làm hết tất cả các cỏ sẵn. Từ đầu kia cỏ tốt như thế này mà từ đầu kia đến đầu này mà hôm qua mọi người làm được hai mảnh to luôn các bạn. Đấy, làm được hai mảnh rồng. Tích cực. Mọi người thấy sẵn đẹp cũng như là thành quả nhận được ở ốc trà đấy các bạn, nên là rất tích cực. Còn ở đây thì các anh tổ được tổ nhóm thì cũng đã là cục cỏ sạch sẽ luôn này. Này làm cỏ phát như là thoáng mát không. Sạch sẽ đấy các bạn. Trước đây trước đoạn này là đi là thấy cỏ không. Đấy. Bữa nay mọi người làm cái là sạch bóng luôn. Vân đi, Vân đi. Dạ, tôi đưa anh vậy. Dạ, tu đủ đi. Dạ, tu đủ đi. Dạ, ta bình. Dạ, yêu tu đủ. Dạ. Mi tu capi. Mọi người là bảo là cỏ nhiều lắm, ta bình. Bây giờ là để cho mọi người làm các bạn, anh em mình sẽ chuẩn bị đi lấy chảo và cũng như là chuẩn bị nấu ăn. Mà tao vai ayuda cô nhà đi. Pai. Hả? Fala tudo trabalho, né? Sim, sim. Agora eu vai cô nhà cùng tudo e mai, hả? Ta bem, hả? Fala. Yeah, vai cô nhà. Cô nhà con tudo Vietnam ta, hả? Fala tudo trabalho rápido, hả? Yeah. Yeah. Nói với bác số 3 là nói mọi người làm việc các bạn, anh em mình sẽ là đi nấu ăn. Cô là đang chuẩn bị củi các bạn ạ, chuẩn bị nấu ăn đấy. Hôm nay là nấu ăn với số lượng người rất đông các bạn, cho nên là phải là chuẩn bị sớm. Bên đội hậu cần là chuẩn bị công tác phục vụ nấu ăn cho tất cả người dân của ba bạn. Tập anh vậy hả? Hồi dù mình tụi bây sao à? Hồi dù mình tụi bây sao à? Tớ đết kìa. Tớ đết bay đủ. Mình tụi bây sao à? Có nhà có ra tập bình. Mình tụi... Mình tụi nấu mình tụi ra bị đủ hả? Có nhà ra tập bình. Như là công tác chuẩn bị các bạn, củi đây, củi cũng như là nhá, anh tên là phụ bà cũng bê xì á mày, phụ bà bê xì cũng ô liu, cũng tô ma tì, coi nha, ta bây, công yêu gia coi nha, con nước tù Việt Nam đi ta, mà theo ơi, khoái bạn, đâu khoái nhiều lắm, nên là nó sẽ bảo mày cố là đi hạ như thế này cho mình, này đi hạ như thế này, anh em mình đem chảo to đây, vậy là số lượng rất đông luôn. Đấy, số lượng rất đông, anh em sẽ sao là chiêu đài cho tất cả người dân của ba bản. Hôm nay là món rau khoai, rau khoai sao tỏi này. Hôm nay là hải rất nhiều đấy, rau đang mứa xuống các bạn, đang mứa xuống nó ngon, nó mọc rất nhiều. Thì bút khả, vay bút khả ba xìa mà theo hả tâm mình. Đây rau các bạn này, rau mầm nó mọc thế này sao cho mọi người ăn nhé. Đây chịu khó tí cũng như giới thiệu quảng bá đến món rau khoai sao tỏi của Việt Nam mình luôn. Đấy. Dùng đây cháo ơi, ngon này. Sao tỏi thôi rồi, lát nữa là luộc một nồi nước sôi. Chân quá một cái đây lúc đẩy sao. Thank you.
kế mà. Đây, nó một lúc thì cũng là hại được cơ. Gần ba rổ rau. Mấy tay kì mày, mấy tay kì. À, la vào bình. Sao đi nhiều ơi. Sao đi nhiều. Ai dù đã, ai dù đã. Đây, bao nhiêu là rửa các bạn, rửa. Tên ai quá. Mấy tay. Bút khá quá, hả? Nhiều nhỉ. À, cái vai xe gà đi, tôi đủ bô vô. Hả, vai xe gà đi. Đóng người là các bạn, đây nên là hại lâu, hại từ. Ôi vậy nhá. Đấy. Anh nghỉ la vào bình ý. À tôi đủ la vào bình. Anh nghỉ la vào. Đây, nhớ ra. Chỉ cho mọi người rửa quá bạn. Rửa sạch cho hết cạt. Đây, la vào bình. Mấy tên gì? Hả? Anh nghỉ. Anh rửa đi được lại 3-4 lần các bạn. Cho nó hết cạt. Rau khoái thì nó cũng sạch thôi. Nó ở trên, trên mà. Đọt nó ở trên như thế nên nó cũng sạch. Không có cạt mấy đâu. Hả? Ôi bên ta là bà. Này nhiều lắm quá trời ơi. Cua đấy. Cua rồi. Tất nhiên là sao mà số lượng nhiều này là chắc chắn là không được ngon bằng ấy. Sao mà số lượng ít đâu các bạn này. Nhưng mà đủ giá vị. Anh em mình cũng đem mì chỉnh với là bột súp này. Dầu ăn rồi tỏi đấy các bạn. Là nó sẽ sao cho mọi người thưởng thức. Hả? Tôi đủ la bà đấy. Eo bài tia ra a liều. Hả? Thì bây giờ để cho mọi người rửa các bạn. Mình sẽ đi bóc tỏi. Còn đây là đội hậu cần đang nấu ăn các bạn. Đây là bản Golo với là Long Golo. Bên này là Linh Bon Tuê các bạn. Mọi người đã chế ra nấu vậy đây. Lát để chế cho mọi người cho nó dễ chế các bạn. Cho nên nấu chúng nhau là lát khó chế. Còn đây là nấu anh em mình luộc để nước để chuẩn bị nhúng rau. Như đám cưới luôn, nhìn như hồi luôn. Nhìn giống như đám cưới nhỉ. Ngoài này rửa ra trong này là nấu ăn. Thôi đi rửa, đi bóc tỏi. Tỏi các bạn, anh em mình đang ở bờ đâm tỏi không? Để đấy lạt là sao? Dầu ăn cũng như là bột súp với mì chính các bạn. Đây. Bây giờ là được đã sôi rồi và mọi người đang chuẩn bị nấu ăn rồi. Đây. Nhìn như tiệc đám cưới các bạn này, tiệc đám cưới luôn. Dạ ra mà dạ. Dạ là bà bấy. Mấy tê gì? Hả? Đây. Mấy tê gì? Đấy thì được. Anh mình đang nấu được bạn, nấu được sôi cũng như là sôi anh mình sẽ nhúng quá. Anh mình sẽ để cho mọi người là nấu ăn chín hết đấy các bạn, chín hết cũng như là chế bắt đầu chế đồ ăn ra thì lúc đấy anh em mình mới sao. Giờ mà sao thì là nó đen mất đấy các bạn, nó đen mất nó sẽ mất ngon. Chào cũng là chuẩn bị đấy. Đây bôi ba, cô nhà ba này là gì? Công A liều, công A liều, công O liều, công Sa lì Việt Nam ý ta. Nguyên tụ cùi à? Hả? Tụi mình đây là Sego hả? Bây giờ là mọi người chia đều đó các bạn, chia đều. Chia phải bỏ như này các bạn, bỏ như này chia xong rồi mới bỏ lên trên bàn. Này, bây giờ anh em mình sẽ là đi ra sao hả? Tu đu để bê đi đi. Eo bay coi như nhà kì. Con đu tù, hả? Việt Nam ta, hả? Bên này của mày các bạn, bên đây là Linh Bon Tuê. Còn bên đây là Golo, bên đây là Long Golo, hả? Tu đu về, để bê đi á. Để bê đi bênh, hả? Eo coi như nhà con đu tù Việt Nam ta, hả? Đây được cục số đấy các bạn. Bây giờ là để cho mọi người chia thôi. Mọi người chia anh em mình sẽ là sao khoai lang, nấu khoai lang. Đây, nhiều lắm các bạn. Đi được mau. Ai vừa đã, ai vừa đã. Ai vừa đã, ai vừa đã. Mấy tên. Vì ra bà, vì ra. Anh em sẽ luộc quá các bạn, luộc quá cho nó chín nơi sao. Này, sao một nồi rau khoai. Rau khoai lá sao tỏi các bạn. Đã nên bỏ dâu nhiều một tí là ngon. Này, bỏ dâu nhiều. Thêm dâu một tí. Này, ăn nó sẽ ngon. Ôi rồi nhiều quá. Đổ ra ngoài hết rồi trời ơi. Tiếc ơi. Rồi ơi, đổ ra ngoài rồi. Nhiều quá. Này, anh mình là thấy đông người là hại có kệ. Nhiều quá nhá. Hả?
phải 200 mấy cả trẻ con tầm 200 người hơn 200 người được các bạn. Như cái đám cưới luôn đấy. Nhưng bên đây nó chỉ có đơn giản thôi các bạn. Bột ngô vậy là cả này cũng như là hôm nay là kèm theo tí rau láng sao tỏi các bạn, khoai láng sao tỏi Việt Nam mình. Nước đẹp này, nước cái rau khoai đọt màu đỏ các bạn, như là nhiều rau mông tới đấy. Wow, trời ơi, một nồi luôn. Anh em mình đã luộc quá, luộc xong chị, luộc quá khoái rồi. Này, dầu nhiêu dùng nhỉ? Hả? Dầu nhiêu cho ngon nhỉ? Đấy, xào một nồi to mà các bạn. Đấy, bỏ dầu nhiêu, đấy, dầu nhiêu một tí cho nó ngon. Tao bình đi. Mày, bên đội hậu cần thì cũng đã chia xong rồi các bạn. Đồ ăn rồi, cũng là đã bỏ đến bàn rồi. Bây giờ anh em mình sẽ xào nữa. Xào chị nữa là sẽ kêu mọi người xuống là nghỉ trưa ăn trưa các bạn. Anh A đi mày. Đấy, bỏ là bỏ một tí xào này cho nó thơm. Sa lì Việt Nam mình ta. Ừ, thơm nhỉ. Sira bánh. Ú trời thơm. Cúi à. Đấy, đồ khoai sao tỏi. Đồ tỏi làm gì nữa. Anh ơi. Lên bên ta, mấy tay bò tu đủ. Yeah, mấy tay tu đủ. À, yeah, tu đủ. Trời ơi. Ủa trời, nhiều quá anh ơi. Đấy, một nồi nó khoái cho to lắm các bạn. Ôi nhiều quá. Đấy, wow, xíu to khổng lồ luôn các bạn. Đây, số lượng người đông mà. Đấy. Đây, mọi người là thích ăn kiểu nục nục các bạn, cho nên anh em mình cũng là luộc rất kỳ thôi. Luộc chín luôn. Tanh mai ông ơi, Iwa Elion. Hôm nay là điện thoại của người của tất cả ba bạn luôn. Nên anh mình cũng đã đem nô, đem xoong chảo đây cũng như đem tỏi vô các bạn. Dạ ai đây? Mày. Này, đem xoong đem chảo to cũng như là đem gia vị đi để sao cho mọi người mọn rau láng sao tỏi các bạn. Món ông ơi. Hả? Thơm nức nở luôn. Xin ra bên. Cái tủ can xa đủ này. Xa lì Việt Nam y tà này. Này, này không ăn đâu. Tại vì là nhiều rau lắm. À kì, mì chinh. À kì mấy tủ đô xì này. No. À kì mấy tủ đô xì. À kì man giọt cả. Này, mì chinh gọi là làm từ sẵn vào không nhỉ. Này, làm từ sẵn này. Này, sẽ bỏ thêm mì chinh cho nó ngọt các bạn. Nhiều mà, số lượng nhiều mà. Ây. Úi trời ơi, có hai quẻ nơi đảo, ok liền. Nức nở luôn. Em mà téo với em gà tay nhà thì ở trên các bạn, ở trên là làm việc cùng với mọi người. Hiện nay thì có anh em mình vậy là mấy cố đây đó. Ây, mấy tên mai. À liều, ôi mấy tên mai à liều đi. Này con nhiều tỏi đã bỏ bao hệ các bạn. Cho nó thơm như vậy mùi. Ta bê. Đấy. Này mình xào khô luôn. Đây, đã bỏ đá nó rạo rồi, bây giờ xào khô luôn rồi. Đã bê, hả? Dạ, bà rôn tù. Dạ. Á kì. Wow. Nóng sốt luôn. Đấy, mọi người là thích ăn mềm các bạn. Anh em mình là có phải luộc cho nó quá lửa một tí, quá tay một tí này cho nó mềm. Chứ mọi người không thích ăn giòn như của mình đâu. Này. Nấu thì nấu kiểu gia vị Việt Nam mình nhưng mà vẫn nấu mềm cho mọi người. Đấy, ta bê. Mấy tên mẹ giả, mấy tên mẹ giả. Yêu tiên ra ba này là. Ui. Wow. Mai ai vô đà không yêu. Để đi tu đủ bà đạt tủ. Đấy. Công im mày, vai chăm ba tu đủ. Vậy cô mẹ hả? Nghỉ trưa các bạn, kêu được giờ thì gọi mọi người xuống nghỉ trưa, xuống ăn cơm.
Đây, đây là chia đều. Nhiều lắm, chia thoải mái luôn. Đấy, trời trưa có thêm tí rau mặt rụt các bạn. Đấy. Đấy. Mấy trăm người. Trăm mấy người. Cả ba bạn. Đấy. Cả em nhỏ luôn này các bạn. Yeah. Ngon chưa? Đây, bên đây là bản gô lô lính Văn Tuê các bạn. Các bạn bắt đầu chia cho bản lính Văn Tuê cháu này. Này sang bên bản gô lô. Đấy. Nhiều lắm. Này, buổi trưa chỉ có vậy thôi các bạn. Bột ngô vậy là cá khô nấu cá chua. Này, vậy là thêm miệng. Hôm nay là được thêm miệng rau láng xào tỏi nữa các bạn. Đã xong bản lính Môn Tuê bây giờ. Dạ tao bây. Bây giờ là đến bản Golo số 3. Lấy cho bạn số 3 các bạn. Bạn số 3 thì đang ở đến làm việc cùng với mọi người. Bạn số 3 với em Mateo với em Catania. Số 3 tao bây. Này nhiều lắm, tên vui. Tên vui. Vui vui à. Đây con nuôi từ Việt Nam đi ta. Đây gọi là ngon này các bạn. Đây, một tố cả đây các bạn, một tố cả như thế này. Vậy là một đĩa rau. Một muỗng rau, nhiều lắm. Ta bây. Hả? À, acabo. Hả? Ta bây, chama tu vai come Mateo. Hả? Cá tây nhà guarda, cá tây nhà. Hả? Tu du tira come. Này các bạn. Hả? De ba đi, de ba ga, de ba ga, de ba ga. De ba ga. Này, giờ là phần của ai là người để đến nhận các bạn. Đấy, đến nhận là sẽ ăn trưa, nghỉ ngơi ăn trưa các bạn. De ba ga, de ba ga. Đấy. Đấy. Đây là bản lính Văn Tuê các bạn. Đấy. Hả? Đây để mọi người ăn để hỏi cảm giác ha, rau khoai ăn như thế nào, có ngon không? Yeah. Đây là bản lính Văn Tuê các bạn. Hả? Rama Việt Nam ta hả? Cô mẹ. Này, nghỉ trưa các bạn. À. Đây là con mọi người chơi xuống các bạn. Đây, mọi người là giờ đã nhận rồi. Một số người vào tận đóng vật sẵn này. Ở ngoài này không ngồi các bạn. Ngoài này không ngồi đâu nhưng mà bao tận ông vật sẵn ngồi đóng kia. Đấy. Còn mấy anh này thì ngồi đấy. Cui à nó cui à? Việt Nam ta? Hả? Con đu thủ Việt Nam ta cui à nó cui à? Cui à? Đấy. Ngồi đó khoái các bạn. Ta bấy. Yeah. Đấy. Rải rạc các bạn ạ. Rải rạc đấy. Mọi người mồi chỗ. Cui à? Hả? Ra mà cui à? Anh nghĩ ra mà bớt tạt à? Đây. Đây một người một làm một suất đây các bạn, một suất ăn của mình. Đấy. Giờ là đi tìm chỗ ngồi để ngồi ăn, nghỉ trưa để ăn các bạn. Sup bay, bay tira come. Đây. Đây là hai bạn số 3. Tira come. Dạ. Ta bay. Nó bay tira. Dạ come. Đây đây lại lại đây các bạn. Đây, lại phân đây cả rồi. Agi kênh. Hả? Agi kênh này. À, mẹ tên là Chima. Mẹ tên là Chào. Vào đây. Cui à, nó cui à? Hả? Làm à Việt Nam bị ta cui à, nó cui à? Đấy. Đây là nhận là mọi người là ngồi một xóm xóm mà. Đấy một xóm đâu kia một xóm. Đấy, rải rạc vậy. Đấy, còn một số người thì giờ bắt đầu mới chuồng các bạn. Đấy, đang chuồng. Nhưng mà anh em mình đã chia phần cả rồi. Đấy, mọi người là bắt đầu giờ mới chuồng 6. Vậy, đây một người là một tố như vậy các bạn. Cui à, nó cui à? Ra mà đi, muốn tụi cuya đi. Thì tụi tôi đủ sao lì Việt Nam đi ta.
là một rau khoai sao tỏi các bạn. Ta về. Còn các anh tàu trưởng tàu nhóm thì là vào ngồi trong hiên nhà đây các bạn. Đây, vào ngồi trong hiên nhà đây. Phê sản này là nấu đa gà linh nha, gà entra đi. Gà vào trong là sẽ ăn hết tâm đây các bạn. Cui à? Ngon không? Ta về. Đây. Đây, mọi người đang ngồi một dăm này các bạn. Cui à? Hả? Mùi từ cui à? Ra mà mùi từ cui à đi. Ai khen ngon là các bạn. Đây, rau khoai xào tỏi. Mọi người một tô này vậy là cả khô nậu với cà chua thôi bạn, không có gì đâu. Ta về đi. Ta về. Thì ok các bạn. Trên đầu video anh mình cũng đã nói đấy là hôm nay vào đây là cũng là thay mặt Trường Đông, còn Trường Đông đi sửa xe thì anh em mình thay mặt Trường Đông vào đấy làm cỏ sẵn cùng với mọi người, cũng như hôm nay là có cả bản Lính Văn Tuê các bạn. Tìm thấy là có cả ba bản tới đây làm thì anh em mình cũng có đem thêm một ít gia vị đấy, được súp với mì chính Việt Nam mình các bạn. Tỏi với lại là dầu ăn vào đấy là sao cho mọi người thưởng thức món rau khoai lang xào tỏi các bạn. Thì bây giờ là cũng đã nấu cho mọi người ăn rồi, mọi người cũng đã thưởng thức rồi. Thì hỏi thì ai cũng khen ngon, thì mọi người là ăn gì thì mọi người cũng khen ngon thôi. Bây giờ để cho mọi người ăn uống và nghỉ ngơi thì lát nữa là tiếp tục công việc. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hãy ý nghĩa, hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Blue Vlog Cuộc Sống Người Châu Phi, để anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Dạ, cô mẹ. Dạ, tao ơi. Mateo ơi, Mateo ơi. Hả? Mà theo cô mẹ đen tụi đùa cây ra. Mà theo vào trong ăn các bạn. Mọi người mời chỗ. Mày cái chì này thì giờ mới xuống đây. Ta bình đi. Dạ. Minh tu. Dạ, Minh tu. Rau khoai lang, ta bình. Dạ. Cô mẹ hả? Dạ. Đây, mày cố mày ba trong xuống. Dạ, ta bình. Dạ, cô mẹ bình á. Dạ. Yeah. Đây, giờ bây giờ mình sẽ xuống nhận phân của mình. Đồi đến đâu luôn các bạn này. Đồi vậy không rơi đâu. Này, đất rêu luôn.